hai dự án thành phần dầu dây Tân Phú và Tân Phú Bảo Lộc thuộc cao tốc dầu dây Liên Khương có tổng mức đầu tư 24.585 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức PPP, phấn đấu khởi công trong quý 2 năm 2023 sẽ mở ra không gian phát triển và khai thác thế mạnh về du lịch, sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có tổng chiều dài tuyến khoảng 66 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11 km, đi qua tỉnh Lâm Đồng khoảng 55 km, qua các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Dự án được phân kỳ đầu tư đạt quy mô nền đường tối thiểu là 13,5m, 2 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư đạt quy mô nền đường rộng 22m với 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp. Trong giai đoạn phân kỳ, tỉnh Lâm Đồng dự kiến chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư sau năm 2035. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ là 16.220 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước tham gia là 6.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 1.460 tỷ đồng, vốn huy động khác là 8.260 tỷ đồng. Còn đoạn dầu dây Tân Phú do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách. Tính toán sơ bộ cho thấy tổng mức đầu tư dự án cao tốc dầu dây Tân Phú giai đoạn 1 là 8.365 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí xây dựng là 4.962 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 1.287 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2021-2022, lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2022 đến năm 2023, giải phóng mặt bằng tái định cư từ năm 2022 đến năm 2023, thi công xây dựng công trình từ năm 2023 đến năm 2025.